Nói một câu chứng tỏ độ lịch sự của bạn. Chân trống cô chú ơi. Sự tinh tế của cụ nhị. Sự tinh tế của cụ nhị. Một ngày nọ tôi nhìn thấy bốn người đàn ông hung tợn đánh nhau với một cậu bé chỉ vì cậu ta là người của tộc Uchiha. Tôi không thể chịu được và tới trợ giúp. Đúng như tôi nghĩ, thằng nhóc ấy làm sao chống lại được 5 người bọn tôi. Cột áo ngực kìa bạn ơi, ngại quá ngại quá. Khi nhìn gái mình chỉ nhìn vào chỗ có vải che. Khóa quần chưa kéo chị ơi. Tôi cũng lịch sự lắm, thấy mấy anh đi xe ga mà nói mấy ảnh gạt chân chống xe mà mấy ảnh hồng tim. Còn chửi tôi lịch sự mà mọi người. Đang đi thấy một ông đang ngắm gái, tôi thấy ống quần ông ý phồng to tao ra kêu. Chân giữa chú ơi, thế méo nào ổng đấm tao. Pha xử lý khá cồng kềnh. Alo AD ơi. Mình dây bạn ơi. Em đang mang thai, nhưng hôm qua phát hiện chồng ngoại tình với con bé cùng cơ quan. AD cho em hỏi đứa con trong bụng có phải là con em không, hay là con của con bé đó? Hiểu kiểu gì? Vị bạn gái cắm sừng xong được thằng bạn thân an ủi, Trần Đức Bo đem lòng yêu luôn thằng bạn. Hóa ra ranh giới giữa đàn ông đích thực và đàn ông thích được mong manh vậy sao? Đúng thật là đằng sau mỗi con người đều có những câu chuyện riêng. Chúng ta cũng không nên định kiến với bạn ấy làm gì. Chỉ mong rằng bạn ấy sớm trở về hành tinh của mình, để loài người được sống yên ổn. Chứ thấy bạn ấy nhiều người lại mắc bệnh, huệ, không kiểm soát. Bạn thân cố giải thích rằng, tao chỉ an ủi chứ đéo muốn yêu mày con bị ơi. Bo đáng yêu mà, hát hay, đẹp trai. Đó là mình đang nói Bo biệt danh của chú Đan Trường, còn Bo này mình không biết. Thay mặt toàn thể chị em phụ nữ gửi lời cảm ơn đến cậu bạn thân kia. Chính thức cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê. Các con nợ lúc này. Các công ty tài chính đen lúc này. Chó khóc tiếng chó có gì mà lạ. Nhanh trí cầm 100 triệu đi mua nhẫn và dây chuyền đeo vào đi vay cho nó uy tín. Còn 100 triệu lấy ở đâu thì anh ấy không nói. Và từ đó mày sẽ thấy đích thân thằng chủ nợ cầm dao đứng trước cửa nhà mày. Thay vào đó là dịch vụ đòi nợ mướn. Thường mấy thứ càng cấm dân lại càng hay làm, ví dụ như cấm đổ rác. Quá chuẩn luôn. Người đàn ông có khả năng chữa bách bệnh bằng nụ hôn đã qua đời vì Covid-19. Bởi vì ông ta không thể tự hôn chính mình. Nghề tự nghiệp, ông chết vì hôn trúng bệnh nhân Covid trong khi lại không tự hôn để chữa bệnh cho chính mình. Sinh nghề bằng mồm tử mệnh vì hô hấp. Sao bị chị biết tin này sớm đã bay sang cho ổng hôn rồi. Google đã tính phí đâu mà không biết làm như này à. Giờ nhiễm Covid-19 được ông nè hôn là sống, thì em xin chọn cái chết. Kỷ niệm đi xe buýt đáng nhớ của bạn.
Được anh kia nhường ghế vui quá trời vui, 5 phút sau mới biết anh xuống xe cùng với cái điện thoại của mình, từ đó hứa không đi xe buýt nữa. Đầu tháng nhưng quên không dán vé, cứ thế dơ lên một lúc lâu, cả xe cứ tưởng mình là một con thích lồi dứa. Đi xe buýt lúc xuống xe quên không trả tiền, và tôi bị đuổi theo, tôi nghĩ rằng ai đó đến xin chữ ký tôi và tôi chạy rất nhanh. Có nhớ chưa? Trượt chân ngã đập mặt vào cái bãi người ta vừa nôn, khóc tiếng lào. Năm 2010 mới ra Hà Nội có con Samsung cảm ứng khá là oách cùng với con 1, 2, 0, 2 hỏng sạc còn phải dùng sạc đa năng. Hôm ý mới tháo pin để ở nhà sạc, máy Samsung một túi, máy đen trắng một túi, lên xe buýt ngồi xuống mất mẹ cái đen trắng. Năm ý anh nào lỡ móc cái đen trắng không pin của em thì liên hệ lại với em để em đưa pin cho nhé, chứ máy không pin thì có dùng được đâu. Xe phanh gấp nên áo ngủ, áo lót trong hành lý văng hết ra ngoài. Tôi đánh giấm trên xe buýt tối đến mức thằng bé đứng đằng sau khóc lên khóc xuống. Em ơi ngồi đi. Dạ thôi em đứng cũng được. Anh cứ ngồi đi ạ. Tổ thì ngồi đi em. Anh ơi đây là bé mỡ của em đấy anh. Có chị ngồi cạnh xinh xinh đang cho con bú, thằng con đéo bú, chị quát, mày có bú không mẹ cho chú bú bây giờ, tao ngồi im trong ngồi hộp, chừng 15 phút sốt ruột quá mới bảo chị đàm phán xem cháu nó có bú không để em biết đường, em lỡ mất 3 điểm dừng để chờ cháu rồi. Đúng là con trai của ta. Like và đăng ký kênh để nhận video mới hàng ngày nhé.